Hi, xin chào cả nhà. Video này thì mình xin chia sẻ với cả nhà một món ăn, đó là gỏi bò gao cần cua. Cái này mình sẽ dùng để ăn cơm, không thôi để nhậu ra ra với bạn bè thì rất là ngon và tuyệt vời. Cũng rất là đơn giản và dễ làm. Thì mình mời các bạn cùng xem video nha. Đây là gao cần cua nè cả nhà. Thì cái này mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi. Thì mình lặt mấy cái lá mà xấu á, mình bỏ đi nha. Rồi mình sẽ ngắt thành một đoạn ngắn ngắn như thế này để mình làm gỏi. Ở đây là thịt bò. Mình sẽ xắt miếng lát mỏng như thế này và mình sẽ rửa sạch và để ráo nước luôn. Bên đây là gia vị nè. Ở đây là hành tím. Hành tím mình đã phi sẵn. Ớt, tỏi và trái tắc để làm nước mắm. Thì trước khi mà xào thịt bò thì mình sẽ ướp cái thịt bò này trước tiên nha. Mình sẽ cho hành tím vô đây, mình ướp cho nó thơm. Rồi mình sẽ cho một chút xíu bột ngọt vào đây. Và cho một chút xíu hạt nêm vào đây nữa nha. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn cái thịt bò này lên. Mình để khoảng 5-10 phút rồi mình sẽ đem xào. Các bạn có thể cho thêm một chút xíu màu dầu điều để cái thịt nó lên màu đẹp nha. Còn không có thì thôi. Mình cho dầu ăn vào trong cái chảo nha. Đợi dầu ăn nóng rồi mình sẽ cho hành vào mình phi. Mình phi cho hành nó vàng nó thơm rồi mình sẽ cho thịt bò vào. Giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Mình sẽ xào cái thịt bò lên nha. Và mình không cần nêm gia vị gì hết trơn á. Mình xào sơ là được rồi. Xào cho thịt bò nó vừa tái là mình tắt bếp liền nha. Để lát mình trộn gỏi mình cho thịt bò vào trong cái gỏi luôn. Nhớ là không có được chín nha các bạn. Như vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ tắt bếp liền nha. Sơ sơ thôi là cho ăn thịt bò nó mềm nó ngon. Giờ mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để trộn với gao cần cua. Thì ở đây mình đã dùng 2 muỗng canh nước mắm mặn. Mình sẽ cho 2 muỗng canh nước tắc vào đây. Rồi mình sẽ cho tỏi ớt vào đây luôn nha. Mình cho đường vào, các bạn không nêm bột ngọt nha. Mình cho đường vào đây. Rồi mình quậy lên, rồi lát mình trộn với gỏi thôi. Nêm sao cho vừa ăn hợp khẩu vị của các bạn nha. Giờ thì mình sẽ cho vào trong gỏi. Tại đây mình thích sử dụng nước mắm mặn. Nếu không thì các bạn sử dụng muối, đường, rồi tắc cũng được nha. Thì khi mình trộn nó sẽ ít khi ra nước hơn. Còn mình trộn với nước mắm thì lát mình trộn lên á, cái nước nó sẽ ra nhiều lắm. Thì tùy ý thích các bạn nha. Muốn trộn như thế nào cũng được á. Các bạn nhớ nhẹ tay thôi nha. Mình làm mạnh quá thì cái gao cần cua nó sẽ bị dập và bị nát hết á. Nó ngon nha, trộn qua trộn lại sơ sơ như thế này thôi. Nè, sơ sơ như thế này là được rồi nha các bạn. Mình còn dư nửa chén nước mắm luôn nè. Rồi giờ cái phần thịt bò thì mình sẽ cho ít miếng vào trong đây nha. Để mình trộn. Rồi mình chừa lại một chút xíu. Chừa lại phân nửa đi để lát ra dĩa rồi thì mình sẽ cho thịt bò lên. Giờ mình sẽ cho gao cần cua ra dĩa. Nhớ là gao cần cua đừng có dập quá nha. Đừng nát quá. Tại vì gỏi mình nhìn không có ngon và hấp dẫn. Cái thịt bò phần còn lại mình sẽ cho lên dĩa luôn nha. Rồi mình cho hành phi sẵn vào đây. Vậy là mình đã làm xong cái món gỏi bò gao cần cua rất là thơm ngon luôn nè các bạn. Cái gỏi bò nó chua chua ngọt ngọt. Còn cái thịt bò thì nó mềm mềm rất là vừa ăn luôn. Có cái hành phi sẵn nó đã thơm lắm luôn á. Làm cái món gỏi của mình nhìn thêm càng hấp dẫn nữa. Nếu có đậu phộng thì các bạn sẽ cho đậu phộng vô nha. Còn không có là thôi. Thì món ăn này mình sẽ để dành ăn cơm thôi để rai gai với bạn bè nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và chào tạm biệt các bạn.